với cái đề thi môn văn ở phần đọc hiểu và nghị luận xã hội, tôi nghĩ rằng là đề có thể sẽ đặt ra những vấn đề về những cái giá trị cốt lõi trong cuộc sống của con người, cách quen thuộc như là lòng nhân ái hoặc là thái độ sống trách nhiệm, khát vọng, ước mơ, bản lĩnh, vân vân. Thế còn bên cạnh đó thì cái vấn đề mà đang trở thành trọng số của xã hội bây giờ đấy là câu chuyện sự phát triển của công nghệ số, thời đại 4.0 và ứng xử của con người trong cái thời đại này. Ở cái đề nghị luận văn học, ở đề nghị luận văn học thì số lượng tác phẩm trong chương trình lớp 12 cũng không phải là quá nhiều, và một số những cái tác phẩm quan trọng trong chương trình đề thi có thể khai thác đó là cái mảng thơ cách mạng như là Việt Bắc, Tây Tiến, Đất Nước hay là Sóng của Xuân Quỳnh, bốn bài đó. Rồi về mảng văn xuôi thì chúng ta có thể lưu ý bài Vợ chồng A Phủ, bài Người lái đò sông Đà. Đó là những bài mà các con có thể là tập trung trọng tâm hơn. Tuy nhiên, các con phải nắm được kiến thức các bài học một cách bài bản, hệ thống, chắc chắn và có được một kỹ năng triển khai bài làm một cách vững vàng. Đề có thể biến hóa, có thể thay đổi, nhưng các con sẽ luôn luôn làm chủ được cơ hội, làm chủ được tình thế.